Thưa quý vị và các bạn, vậy là chỉ còn gần 2 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các điểm ôn thi trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tăng cường các biện pháp vừa đảm bảo chất lượng kỳ thi, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên tại trường trung học phổ thông số 1 huyện Simacai. Tại trường trung học phổ thông số 1 Simacai, 100% học sinh khối lớp 12 đều được đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn tay trước khi vào trường. Lớp 12A1 có 34 em học sinh thì nay được chia thành 2 lớp ôn thi để đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch. Học ở trên lớp thì bọn em 100% đeo khẩu trang, cả giáo viên, cả học sinh đều đeo khẩu trang ạ. Giãn cách ở trong lớp thì khoảng cách được giãn cách một cách tối đa là 2 mét ạ. Và thầy cô giáo thì khuyến khích các bạn học sinh là mang bình nước hay là chai nước riêng lên trường để tránh đứng chung với nhau ạ. Trên trường thì có được vệ sinh lớp sạch sẽ, vệ sinh khu vực phân công sạch sẽ ạ. Cửa sổ thì luôn được mở thoáng mát để không khí bên ngoài vào ạ. Năm nay, trường trung học phổ thông số 1 Simacai có 157 trên 157 học sinh tham gia dự thi. Trong đó có 39 học sinh đăng ký thi đại học. Còn lại 118 em đăng ký dự thi xét vào các trường cao đẳng nghề. Để học sinh đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp ôn luyện như tổ chức thêm các lớp ôn luyện buổi tối với sự quản lý hướng dẫn của thầy cô giáo trong nhà trường. Cùng với ban lãnh đạo nhà trường chỉ đạo về các hoạt động chuyên môn đối với giáo viên bộ môn thì chúng tôi đã tích cực nắm bắt tinh thần đó và điều chỉnh trong cái tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Đến nay thì cơ bản đã hoàn thiện cái kiến thức chính khóa để cho học sinh có được những kiến thức cơ bản, thực hiện thi có hiệu quả. Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức dạy học trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5, trường Trung học phổ thông số 1 Simacai đã tổ chức dạy học trực tuyến đối với hai khối lớp 10 và 11 để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Với phương châm là tuyệt đối không để cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh vi phạm các cái quy định về phòng chống dịch. Và hiện nay thì nhà trường có 5 lớp 12 đang tổ chức ôn thi tốt nghiệp và nhà trường chia nhỏ thành 10 lớp để đảm bảo cái khoảng cách trong cái quá trình ôn thi. Trong kỳ thi năm nay, toàn huyện Simacai có 14 phòng thi với 329 học sinh tham gia dự thi. Là điểm thi tốt nghiệp duy nhất tại huyện Simacai, đến thời điểm này, trường Trung học phổ thông số 1 Simacai đã hoàn thiện kế hoạch tổ chức thi, vệ sinh, khử khuẩn và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.